Hai chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Khoai TV. Thì trên tay mình hiện tại đang có cái A10 nó bị mã bảo vệ các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và chia sẻ với các bạn cái tool đấy, cái tool để FRP bypass những cái dòng Samsung này các bạn nhé. Đấy, cái Samsung A10 này của mình nó đang chạy hệ điều hành Android 9. Các bạn lên mở về Recovery để xem là nó đang ở Android mấy nhé, làm cho nó dễ, chỉ tải cái file về bypass cho nó dễ và tiện hơn. Đây mình sẽ đưa về Recovery để kiểm tra đấy nhé. Đó, nó về Recovery này. Thì cái này hiện tại đang sử dụng hệ điều hành Android 9 nhé. Và mã bảo vệ là đang level 5. Rồi mình sẽ vào trong cho các bạn cùng theo dõi. Tool kia nó sẽ dùng trên máy tính các bạn nhé. Các bạn không phải cần những cái bước lắp sim gọi hoặc là sim pin hoặc là bàn phím các thứ. Tool này sẽ tự động vào chôm cho các bạn luôn. Đấy, thì phá mật khẩu xong rồi thì nó sẽ bắt nhập tài khoản Gmail. Mình không có Gmail thì mình phải sử dụng tool để bypass. Đó, vào trong này, gimcap vào trên máy tính, cài driver đầy đủ, sau đó các bạn sử dụng cái tool này, sử dụng cái tool Samsung bypass, các bạn mở lên nhé. Đó, các bạn chỉ cần kích cái, các bạn bật wifi lên nhé, xong kích. Khi nó nhận hết driver hoặc là nó nhận hết các thứ thì nó sẽ báo trên này. Rồi sau khi các bạn kích cái tool ở trên máy tính nhé, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng ở trên điện thoại như thế này, các bạn ấn vào xem. Nó sẽ tự chuyển cho các bạn sang cái trình duyệt Google Chrome. Sau đó các bạn vào vnrom.net, vnrom.net / bypass nhé. Xin lỗi. Đó, các bạn vào vnrom.net / bypass. Trên này nó có cái rất là hay các bạn nhé. Nó có phần mở được app setting luôn ở trên cái trang web này luôn. Đây, ấn vào cái nó chuyển sang cái setting trên máy luôn này. Đó. Thì các bạn vào kiểm tra xem cái màn hình này có thay đổi kiểu khóa không. Nếu không thay đổi được kiểu khóa như thế này nhé, thì các bạn làm theo cách của mình. Các bạn vào, trước tiên các bạn vào ứng dụng. Đấy, các bạn mở hết tất cả cái app lên này nha. Sau đó vào dịch vụ Google Play. Cái chữ tắt này nó đang bị ẩn thì các bạn trở ra. Các bạn vào sinh chắc học và bảo mật. Đấy, các bạn vào cài đặt bảo mật khác. Sau đó vào cái ứng dụng quản lý thiết bị này, các bạn tắt nó đi. Đó, tắt nó đi xong đó các bạn quay trở ra. Các bạn lại vào cái ứng dụng nhé. Vào ứng dụng này. Vào dịch vụ Google Play, các bạn tắt nó đi. Tắt xong đó các bạn quay trở ra trang VNROM. Các bạn cài cho mình cái
frpvnrom.apk này. Đó, các bạn tải nó về. Đấy, mình tải về xong xong có xong cài lên nhé. Cài như bình thường thôi. Đợi nó cài xong rồi, các bạn ấn xong đừng ấn mở lên nhé. Đấy. Sau đó trở ra và mở Open Setting. Xong vào tài khoản và sao lưu. Thêm tài khoản. Đấy, thêm tài khoản. Nếu mà nó hiện lên cái hình màu xanh này là ok. Các bạn ấn vào. Cái bảng nó hiện lên thì kệ nó nhé các bạn nhé. Đóng ứng dụng đi. Sau đó các bạn nhập cái tài khoản các bạn vào. Đấy, các bạn nhập cái tài khoản các bạn vào là đã ok rồi. Đấy, nó hiện lên cái tài khoản như thế này là đã được rồi các bạn nhé. Đấy, hiện tài khoản như thế này đã được rồi. Thì các bạn khởi động lại máy. Đây là máy M10 các bạn, nhầm với A10. Ok, nó lên như thế này rồi. Thì các bạn kích như bình thường thôi. Tiếp theo nó sẽ bỏ qua cái bước nhập mật khẩu Gmail các bạn nhé. Đấy. Và như thế này thì máy đã vào trong được bình thường rồi. Cái link tool thì mình có để dưới phần mô tả video, các bạn có thể tải về và sử dụng thôi. Nó không phải tất cả các máy đều sử dụng được các bạn nhé. Có một số máy cái đời thấp hơn ấy thì không sử dụng được cái tool này. À, sorry các bạn, nãy mình chưa bật lại cái Google Play Service. Thì mình sẽ bật lại cái đó để cho nó truy cập vào tài khoản các bạn nhé. Nó kích hoạt hơi lâu. Đó, các bạn làm xong thì các bạn nên bật lại cái ứng dụng Google Play và ứng dụng và bật lại cho nó. Mình lấy mình quên mình không bật lại. Rồi bây giờ cho nó kích hoạt nó bỏ qua nhé. Đó. Đó, bây giờ đã kích hoạt vào trong này rồi là ok rồi.
nó còn hiện cái này lên các bạn này. Thì các bạn sẽ đặt lại dòng hạ đặt lại cái dữ liệu cái này ok nhé. Nếu nó hiện cái này lên nhé thì các bạn vào sao lưu và khôi phục, các bạn khôi phục lại cái đặt gốc cái nào được. Xin lỗi, các bạn vào đặt lại, đặt lại và xóa tất cả các cái đặt khôi phục cái đặt gốc. Các bạn đặt lại cái này, nó xóa hết toàn bộ những cái ứng dụng và những cái tài khoản, và kích hoạt lại cái nữa là xong thôi. Rồi, video của mình đến đây tạm dừng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu còn thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Qua TV, chúc các bạn thành công.